Chúng ta cùng giải quyết cái bài toán dãy số trong cái đề khảo sát chất lượng đội tuyển của chuyên Lam Sơn Thanh Hóa năm 2024-2025. Thì đây là một bài toán khá là khó nếu chúng ta không nhìn ra được các cái tạm gọi là cái nhân tố bên trong ha. Thì thật ra ở đây người ta tổ hợp hai cái bài toán ghép cái lớp ghép nó lại với nhau. Sau đó chúng ta phải sử dụng hai cái kỹ thuật để xử lý hai cái bài toán thành phần ha. Đó chính là cái bài toán liên quan đến cái kỹ thuật sai phân nè, rồi một cái bài toán liên quan đến cái bộ đề Cesero ha. Thì chúng ta có thể dễ dàng tìm ra được số hạng tổng quát của dãy số này ha. Đây là cái dãy số khá là cơ bản, ta có thể thấy được rằng xn bằng a mũ 2 lũy thừa n trừ 1 với mọi n lớn bằng 1. Hiển nhiên chúng ta sẽ có được những cái điều phía bên dưới. Giới hạn của dãy n hiển nhiên nó bằng tổng vô cùng. Nhớ rằng a lớn 1 ha. Tiếp đến chúng ta có thể thấy được rằng là giới hạn của n trên cho xn hoặc là giới hạn xn trên cho a mũ n hiển nhiên cũng bằng cộng vô cùng luôn. Được ha. A mũ 2 lũy thừa n trừ 1 rất lớn hơn so với a mũ n khi n đủ lớn. Cái điều thứ ba này nó cũng không có gì mà khá nhẹ nhàng thôi. Rồi hiển nhiên chúng ta cũng sẽ suy ra được là giới hạn của k n n trên cho n bằng không ha. Thì có được. Rồi, chúng ta sử dụng những cái điều này để chúng ta giải quyết cái bài dãy số trên ha. Ta xem xét cái sự hội tụ và tìm giới hạn của dãy n. Chúng ta tách n thành hai cái tổng cụ thể như sau. Phân tích 1 trừ cho k trên n này. Nhân bên đây nè, phân tối vô ha, ra chính là tổng k chạy từ 0 đến n trừ 1 xk cộng 1 trên cho xk cộng 2 n trừ 1 rồi trừ tổng 1 phần n k chạy từ 0 đến ngay nơi chung xk cộng 1 trên cho xk trừ cộng 2 nhân k bên trên ha. Bên đây là một cái dãy tổng nè, bên đây là dãy trung bình nè, thì chúng ta một cách tự nhiên ta dùng cái bộ đề Cicero ta xử lý cái giới hạn bên đây, giới hạn của cái dãy bên đây. Còn bên đây hiện ta sử dụng kỹ thuật sai phân để chúng ta biến đổi cái số hạng này trở thành hiệu hay số hạng liên tiếp của một cái dãy số nào đó ha. Chúng ta có thể thấy được rằng là giới hạn của coi như này là đây chính là UK đi ha, còn con này chính là VK đi, tìm giới hạn của VK VN thôi. Còn K nhân cho N nhân cho XN cộng 1 chia cho XN cộng 2 trừ 1 chính là giới hạn
x n cộng 1 trên cho x n cộng 1 bình phương trừ 1. Ta chia tử mẫu cho x n cộng 1 bình phương ha, và người ta dùng cái tính chất bên trên này nè, thì ta suy ra được cái giá này bằng không ha. N trên cho x n cộng 1 để chia cho 1 trừ 1 phần x n cộng 1 phương. Nhiên giới hạn này bằng 0. Thì chúng ta lưu ý rằng giới hạn thật ra mình điều chỉnh chút cũng được. Đây mình có thể điều chỉnh thì cũng cũng vậy thôi. Được ha, cộng 1 ngay chỉ số thôi. Rồi nhớ là ở đây chúng ta có giới hạn của x dãy n bằng cộng vô cùng nè, chúng ta có, do đó chúng ta tìm ra được giới hạn của dãy VN bằng 0. Suy ra giới hạn của một phần n tổng VN VK k chạy từ 0 đến n trừ 1 cũng bằng 0 theo cái bộ đề Cicero. Dấu sắc ở đây. Giới hạn một phần n tổng k chạy từ 0 đến m vk zero cùng cộng vô cùng đó bằng không, được ha, chính là giới hạn của vn thôi. Rồi còn cái tổng thứ nhất nè, chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật sai phân để chúng ta xử lý ha. Chúng ta dùng một cái điểm bất động của cái hàm số f(x) bằng x bình, cụ thể là cái điểm 1. Chúng ta có thể thấy được rằng xn luôn lớn hơn 1 nữa ha. Có thể nhấn mạnh thêm xn lớn hơn 1, với 1 n lớn hơn 1. Ta trừ 1 hai vế, sau đó chúng ta nghịch đảo ha, một cái kỹ thuật khá là quen thuộc. Ta có một phần xn cộng 1 hoặc là một phần xk cộng 1 được không? Một xn đi, một xn rồi cộng 1 rồi trừ 1 thì bằng một phần xn bình phương trừ 1. Mẫu chính là xn trừ 1 giờ trong ngoặc rồi nhân xn cộng 1 trong ngoặc. Ta có thể dễ dàng phân tích là một phần 2 một phần xn trừ 1 trừ cho một phần xn cộng 1. Điều này đúng với mỗi n lớn bằng 1. Tiếp đến chúng ta sẽ trừ một phần xn trừ 1 hai vế ha, và tìm ra cái mẫu mã sai phân ha. Một phần xn cộng 1 ở chỉ số rồi trừ 1 bên trên trừ 1 phần n trừ 1. Thì cái vế phải có bằng là trừ 1 phần 2 mở 1 phần xn trừ 1 cộng cho 1 phần n cộng. Thì nó sẽ bằng là trừ xn trên cho xn bình phương trừ 1. Nhớ rằng xn bình phương trừ 1 thì chính là bằng xn cộng 1 trừ 1 ha, trừ xn trên cho xn cộng trừ 1. Dựa vào cái phân tích này chúng ta thấy được rằng chúng ta có thể phân tích được một cái số hạng của tổng bên mỗi số hạng của tổng bên trên tổng này nè, tức là con của K này nè, thì có thể phân tích thành hiệu hai số hạng liên tiếp của cái dãy số ha. Do đó UK này thì bằng trừ ha, nhớ là trừ là một phần K nha, tương ứng với N bằng K cộng 1 nha,
vô x k cộng 1 trừ 1 trừ 1 phần x k cộng 2 rồi trừ 1 với mỗi k lớn bằng 0 ha. Chờ lại thử nha. 2n bởi để là mình có chuyển dấu đó, đổi dấu qua bên trái nè, chuyển rồi chuyển nguyên cái phần này qua bên phải rồi viết lại ha. Thì chúng ta tổng UK, K chạy từ 0 đến nơi trừ 1 thì nó bằng tổng K chạy từ 0 đến nơi trừ 1 UK thì nó bằng tổng 1 phần xk cộng 1 trừ 1 trừ 1 phần xk cộng trừ 1 k chạy từ 0 đến n trừ 1 thì cái tổng này khá là quen thuộc ha. Đây là hiệu hai số hàng liên tiếp của một cái dãy số thì nói chung nó còn lại là 1 phần x 1 trừ 1 được trừ cho 1 trên n cộng 1 trừ 1. Ta lưu ý rằng giới hạn của dãy n bằng cộng cùng nè, do đó giới hạn của dãy tổng này nó bằng 1 trên x1 trừ 1. Giới hạn của xn cộng 1 bằng cộng cùng nè. Nên giới hạn của tổng này để tổng 1 trên x1 trừ 1 mà x1 bằng e bằng 1 phần e trừ 1. Rồi, như vậy chúng ta kết hợp mà một số cái điều sau thì là điều số 2, trên đây là điều số 1, coi như dưới này là điều số 3 đi ha. Đây là điều số 2 và đây là điều số 1. Kết hợp 1, 2 và 3 ta suy ra được dãy SN hội tụ và giới hạn của nó chính là 1 phần A trừ 1 1 2 và 3 ta có dãy SN hội tụ và giới hạn của dãy SN bằng 1 phần A trừ được ha. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong cái bài dãy số trong cái đề khảo sát chất lượng đội tuyển có chuyên Lam Sơn Thanh Hóa năm 2024-2025. Chúng ta dùng cái kỹ thuật xoay phân kết hợp với bộ đề Cicero ha. Phối hợp hai công cụ mới giải quyết được. Thay vì dùng bộ đề Cicero, ta có thể dùng định lý kẹp cũng được. Nhưng mà đánh giá hơi cực một chút ha. Rồi. Chúng ta kết thúc ở đây. Gặp lại các bạn ở một bài toán khác.